Cô chào tất cả các con. Hôm nay cô sẽ hướng dẫn các con ôn tập cuối học kỳ 2 tiếng Việt tiết 7. Bây giờ cô mời các con cùng mở vở bài tập tiếng Việt lớp 2 tập 2 trang 76 và 77 nhé. Bây giờ các con nghe cô đọc bài tập 1. Nói lời đáp của em trong mỗi trường hợp sau. A. Em ngã đau, bạn chạy đến đỡ em dậy, vừa xoa chỗ đau cho em vừa nói: bạn đau lắm phải không? Em đáp. B. Em rất buồn vì lỡ tay làm vỡ chiếc ấm pha trà của ông. Ông bảo: đừng tiếc nữa cháu ạ, ông sẽ mua chiếc khác. Em đáp. C. Em quét nhà đỡ mẹ, nhà chưa thật sạch nhưng mẹ bảo: con muốn giúp mẹ là tốt rồi, nhất định lần sau con sẽ quét sạch hơn. Em đáp. Vậy qua những câu trên em đáp như thế nào? Bây giờ cô mời các con cùng đến với bài tập 1 câu A nhé. Em ngã đau, bạn chạy đến đỡ em dậy, vừa xoa chỗ đau cho em vừa nói: bạn đau lắm phải không? Em đáp. Vậy em đáp như thế nào? Cô mời các con cùng làm vở bài tập. Rồi, theo cô ở với câu này thì cô sẽ đáp lại như sau: cảm ơn bạn đã đỡ mình. Mình không sao đâu. Vậy con có ý nào khác phù hợp hơn thì các con cứ việc điền. Theo ý cô thì cô điền như thế này. Và cô mời các con cùng qua bài tập B. Em rất buồn vì lỡ tay làm vỡ chiếc ấm pha trà của ông. Ông bảo: đừng tiếc nữa cháu à, ông sẽ mua chiếc khác. Vậy em đáp như thế nào? Cô mời các con cùng làm. Theo cô thì ở câu này cô sẽ đáp lại như sau. Đầu tiên cô sẽ xin lỗi ông. Lần sau cháu hứa sẽ cẩn thận hơn. Và cô mời các con cùng đến với bài tập C. Em quét nhà đỡ mẹ, nhà chưa thật sạch nhưng mẹ bảo: con muốn giúp mẹ là tốt rồi, nhất định lần sau con sẽ quét sạch hơn. Vậy em đáp điều gì? Theo cô thì cô sẽ đáp như thế này các con. Con cảm ơn mẹ, lần sau con sẽ làm tốt hơn. Và chúng ta vừa xong cái bài tập 1. Và bây giờ cô mời các con cùng đến với bài tập 2. Đó là kể chuyện theo tranh rồi đặt tên cho câu chuyện. Thì bây giờ các con, đầu tiên các con phải nghe cô. Cô đọc, cô kể lại cái câu chuyện này như thế nào. Các bạn quan sát tranh thứ nhất nha. Một hôm, có một bạn trai đang vui vẻ đi đến trường. Và đằng trước, bạn trai đó là một bạn gái. Trên đầu, bạn buộc một cái nơ rất đẹp. Và cô bé rất xinh. Và trên đường đến trường thì bỗng nhiên cô bé bị vấp ngã. Thế là bạn trai từ đằng sau chạy vội lên, đỡ bạn gái lên, đứng lên. Và cậu, bạn trai đó mới dỗ bạn gái cho nín. Và hỏi: em té có đau không? Đó. Và bạn gái trả lời. Và thế là các bạn biết cuối cùng thì kết quả như thế nào? Cuối cùng thì hai bạn này đã vui vẻ tung tăng để đi đến trường. Và bây giờ các bạn, các con nè, cùng làm vào vở bài tập cho cô nha. Bây giờ các con nhớ lại coi, ở hình tranh thứ nhất thì cô đã vừa kể cái gì? Tranh thứ nhất thì cô viết như thế này: bạn nam đang rảo bước bước nhanh tới trường. Đi trước cậu là một em nhỏ rất dễ thương với bó hoa trên tay. Và tranh 2 cô sẽ viết như thế nào? Không may em nhỏ bị vấp ngã. Thế vậy bạn nam chạy nhanh tới đỡ em lên. Và tranh 3 cô viết như thế nào? Vì bị ngã đau nên em bé oa khóc. Và bạn nam đó an ủi: em nín đi,
lát nữa em sẽ hết đau thôi. Và cuối cùng là chân thứ tư, kết quả ra sao nè? Em nhỏ vui vẻ cảm ơn bạn cha bạn nam, và hai anh em vừa trò chuyện vừa vắt chắc tay nhau đi tới trường. Đây là nội dung của câu chuyện, và sau đây con sẽ đặt tên cho cái câu chuyện này nhé. Và theo cô thì cô sẽ đặt tên cho câu chuyện này là người anh tốt bụng hoặc giúp đỡ em nhỏ. Hoặc là các con có những cái tên câu chuyện nào khác hay hơn nữa thì các con cứ đặt nhé. Và cái tiết ôn tập của chúng ta đến đây là hết rồi. Thì cô cũng xin chào tạm biệt các con và hẹn các con ở những tiết ôn tập sau nhé.